anh em nha. Hôm nay mình đi câu cá mè nha anh em. Đợt trước mình có chia sẻ cho anh em cách trộn mồi cá mè, mồi khoai câu cá mè. Hôm nay có nhiều anh em hỏi nhắn tin hỏi mình là chia sẻ đường trục câu cá mè với cách bóp mồi vào bom nha. Sáng hôm nay em đi câu mình chia sẻ cho anh em luôn. Mình nhắc lại là mình chia sẻ những anh em nào chưa biết thôi nha. Anh em nào biết cao thủ gì đó xem cho vui thôi nha. Đây cái đường trục của mình này. Anh em xỏ cho mình một hạt chặn. Hai hạt cũng được nha anh em, nhưng mà hạt chặn nhỏ nhỏ loại dài thôi. Đây mình hết loại dài mình xài loại tròn nha. Mình để hai hạt. Kế tiếp anh em xỏ cho mình một cục chì chạy, chì xuyên tâm. Thế này chì này nó chạy qua được hạt chặn này nha anh em. Chì này để nó nằm neo nằm đáy thôi. Tiếp theo là một cái khóa phao, cái móc phao để chạy được. Đây. Với một cái phao. Tùy theo anh em câu phao, câu bom bự bom nhỏ anh em có thể xài phao 2.5, phao 3.5 hoặc là phao nhỏ nhỏ xanh xanh cũng được. Nói chung là tương đối với cái bom của mình bóp cục mồi cho nó nổi thì chịu nổi nha. Rồi kế tiếp là xỏ một cục chì nhỏ, chì 10, 10-20 thì tùy theo anh em xài bom nhỏ, bom bự, phao bự, phao nhỏ thôi. Rồi cuối cùng là cái khóa, khóa để móc bom. Rồi giờ là xong cái đường trục nha anh em. Tiếp theo anh em chuẩn bị một cái bom. Mình xài bom bự nha. Bom này bom 2 lò xo nha. Thì mình xài có 6 lưỡi thôi. 6 lưỡi. Mình không có xài lưỡi dưới nha anh em. Anh em nào có lưỡi dưới này ngon hơn. Lưỡi dưới cá nó sang lưỡi dưới này nhiều hơn. Thì lưỡi dưới mình móc thọng đây nè. Khi mình bóp mồi mình để ở đây. Nhưng mà khi nó rớt xuống là nó thọng dưới nên cá hớp lưỡi dưới trước. Bom lớn nha anh em. Đây mình có cái bom nhỏ nè. Bom nhỏ này 8 lưỡi. Bom này mình xài 6 lưỡi à. Bây giờ mình bóp mồi nha anh em. Anh em lấy một cục mồi vừa với cái bom này thôi. To nhỏ gì cũng được nhưng mà anh em canh vừa cái bom mình bóp. Đây mình bóp bom lớn nên mình bóp cục mồi bự mình vừa quýnh thì xả mấy cục đầu luôn. Em bóp ấn mạnh vô. Cái này cũng không cần đẹp lắm nha anh em. Cứ bóp làm sao cho nó chặt mình quăng xa nó không có bị bể thôi. Tùy theo hồ nha anh em, hồ nào xa quá anh em bóp càng chặt càng tốt. Hồ gần thì cũng không cần chắc lắm. Chung này nó giữ trong lò xo là được. Cái này là bịch khoai bữa mình làm luôn nha anh em. Rồi, bóp tương đối vậy cũng được anh em. Nó tròn tròn đẹp đẹp vậy là được. Bây giờ ở đâu mình ghim lưỡi vô nha anh em. Cái lưỡi này nếu mà hồ xa quá thì anh em ấn sâu vô cũng được. Ấn sâu vô trong cũng được. Còn cái hồ mà quýnh gần á anh em dán lên thôi. Em để nhẹ. Em ịnh nhẹ vô vậy thôi. Để khi mình quýnh rớt xuống là cái lưỡi nó bung ra sớm. Cá vừa hớp là nó dính liền chứ không phải đợi lâu anh em. Dán nhẹ vậy thôi. Còn hồ anh em quýnh xa là phải nhấn sâu vô trong luôn. Để khi mình quýnh nó sẽ bị rối vô cái dây vườn nhỏ trục với vô phao nha anh em. Còn anh em nhấn sâu quá đó, con cá nó ăn lâu.
khi nào phải mồi lớp mồi này nó tan hết rồi, nó rơi hết rồi nó mới bung lưỡi được. Tỷ lệ mình chờ cá nó lâu nha anh em. Dán lưỡi xong nha anh em. Rồi kế tiếp anh em trét bơi từ ngang nha. Mình trét một lớp mỏng phía ngoài nha. Anh em vuốt từ dưới lên nha, đừng vuốt trên xuống nha, sóc lưỡi á. Anh em chét lớp mỏng thôi để khi mình quýnh xuống cái này nó tan ra, nó có cái ván trên mặt nước đây. Với đây tí mình nhúng thêm cái bột mè ở ngoài nữa. Cái bột dâu, bột mè nha anh em. Anh em sử dụng bột mè bò, bột mè chép cũng được. Hôm nữa mình có để trong video được chứ. Anh em đổ ra anh em lăn vô. Vậy anh em móc vô anh em quăng xuống rồi và ngâm mà chờ thôi. Anh em quýnh 3-4 cục đầu mình lăn vậy nè. Quýnh xuống cho nó tỏa cái lớp này ra, nó dụ con cá tới sớm hơn, nhanh hơn. Mấy cục sau mà cá đang rồi mình không cần quýnh này cũng được. Tí có khúc đuôi mình có chèn cái clip mình test thử cho anh em xem nha, lên cá luôn nha. Tôi nghĩ rằng xin ở tôi linh của anh.